Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo quy định, Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 34 đại biểu. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức các hội nghị nằm trong bước 2 của quy trình hiệp thương để giới thiệu 69 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 50,7%, người dưới 40 tuổi 31,88%, người ngoài đảng chiếm 10,14%. Đến ngày 14 tháng 3, không có người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai hôm nay, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận đi đến thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 69 người, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Hội nghị cũng đã bàn kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo đúng thời gian, nội dung, thủ tục theo quy định của pháp luật.